Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình vừa mua cái gầy này và ở video này mình sẽ nâng mắc cái gầy này nha. Và bán hơn 100 golden sword cho mọi người. Cái gầy này có thiết kế khá là đẹp và có tên là cơ song tử hoàng đào nha. Và khi nâng mắc level thì tất cả chỉ số của nó đều full hết nha. Và khi mình mua cái này thì được nhận thêm là hơn 1000 tiền mặt và gần 100 cái golden sword nha mọi người. Và tí khi nâng xong cái này mình sẽ dùng cây này để vào đánh golden sword nha. Level max của cây này là level 15 nha. Và tất cả các thanh, 4 thanh lực đều full 10 hết cả nha. Và rồi giờ chúng ta vào đánh golden sword nha. Hiện tại thì mình đang có hơn 100 sword nha mọi người. Cái lượt miễn phí này là do hôm nay mình chưa đánh nên đang còn nha. Hết lượt này thì có lượt của golden sword ấy. Ở sót đầu tiên này thì mức cao nhất là được 100k thế nha, chứ không có hộp huyền thoại. Mình thì muốn mở bằng hộp huyền thoại thì vẫn hơn để mở ra gầy ấy. 100k thì mình cũng không thích bán cho lắm. Nhưng mà để sang lượt khác thì phải bắn hết 4 lượt này nha. Để xem lượt sau này xem có gì không. Vì có nhiều lượt bắn nên mình không dùng VPN luôn mọi người. Và cứ bắn bừa thôi. Phát nào không trúng thì phát sau cứ chỉnh lại thôi. Nhưng mà hên cái là mình bắn trúng hết. Vì không dùng VPN nên cái mức thưởng cao nhất toàn bắn phát cuối mới trúng hoặc là kề cuối thôi. Rồi xong lượt đầu tiên thì nó sẽ có cái chữ là tạo bản mới nha. Mình sẽ vào bản mới đánh. Bản mới này thì mức cao nhất là vẫn là 100k mọi người. We'll be right back.
Mình chơi đến bàn thứ tư rồi vẫn là 100k. Chắc mình để đấy rồi mai mình vào mình kiếm coi có hộp legend mình bán thôi, chứ card này nhiều quá. Do lúc này không có hộp huyền thoại nên giờ mình vào mình mua 3 hộp mình mở luôn nha. Mua lẻ thì một hộp 33 cát nha. Và mua 3 một hộp lần thì mất 89 cát. Mà mua càng nhiều hộp thì xác suất mở ra gầy càng nhiều nha. Và hiện tại tài khoản của mình cũng gần 20 gầy rồi. Giờ vào mở xem có gầy mới nào không nữa.
Wow.